Kính chào anh chị em, chúng ta cùng lắng nghe và suy niệm bài tin mừng của ngày thứ năm tuần 33 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đến gần Jerusalem và trông thấy thần, Đức Giêsu khóc thương mà nói: Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta nghe Thánh Luca ghi lại lời của Chúa Giêsu tin báo về sự sụp đổ của thành Jerusalem. Họ được Thiên Chúa viên thông gửi chính công một ngày đến để cứu chuộc họ, mà họ đã từ chối, đã đóng đinh công một ngày trên thập giá. Và Chúa Giêsu đã báo trước ông chủ vườn nho sẽ tru diệt bọn tá điền đó và giao vườn nho cho người khác. Kính thưa anh chị em, chúng ta biết thành Jerusalem đầu tiên là do ông vua David cố ý xây. Ông vua David, ông nói: tôi được ở trong nhà bằng gỗ bát hương, mà hòm bia lại ở trong lều bạt sao, trong lều tạm sao? Lúc bây giờ dân Do Thái chưa có đền thờ, chưa xây đền thờ. Ông muốn xây cái đền thờ cho Chúa. Ông chuẩn bị rất nhiều vàng, bạc, đá quý, đồng sắt, gỗ, kim cương để mà chuẩn bị xây đền thờ. Nhưng mà trong một đêm, thì Chúa lại mặc khải cho Ngài biết. Chúa nói: ngươi không có diễm phúc xây đền thờ cho ta đâu, bởi vì tay ngươi vấy nhiều máu. Tại sao vậy thưa anh chị em? Vua David có lòng kính sợ Chúa, kính mến Chúa lắm. Nhưng mà vì Ngài chinh chiến nhiều, đánh nhau nhiều, đặc biệt đánh nhau với quân Philistine, mà đánh nhau là phải đổ máu nhiều. Cho nên Chúa mới nói là tay ngươi vấy đầy máu, ngươi không có diễm phúc xây đền thờ cho ta đâu. Nhưng mà con ngươi, Solomon sẽ xây đền thờ cho ta. Thì trước khi chết, vua David đã trối lại cho con mình là Solomon. Ngài nói: con hãy lo xây một đền thờ nguy nga tráng lệ cho Chúa. Ta đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi sự cho con rồi. Vàng, bạc, đá quý, gỗ, đồng sắt rất là nhiều. Thế thì khi vua Solomon lên ngôi thì Ngài bắt đầu công trình xây dựng cái đền thờ Jerusalem. Xây một cái đền thờ Jerusalem nguy nga tráng lệ, quý giá lắm. Một công trình kiến trúc vĩ đại và nghệ thuật, có thể nói là bậc nhất vào cái thời đó, khoảng 1.000 năm trước Công nguyên, trước Chúa Giêsu. Thì cái đền thờ này nó được đứng vững trong bao nhiêu năm? Nó đứng vững trong khoảng 500 năm, cho đến khi vua Nabucodonosor của Ba Tư tấn công Jerusalem, tàn phá đền thờ, bắt dân Do Thái đi lưu đày bên Babylon. Trong cảnh lưu đày, họ hối hận, họ sám hối, họ kêu xin Chúa thương xót họ. Họ để lại những cái thánh vịnh cho chúng ta đó. Bên bờ sông Babylon, ta ngồi ta khóc nỉ non. Trên những cành dương liễu ta tạm gác cây đàn. Làm sao ta hát nổi thánh vịnh về Jerusalem, nơi đất khách quê người. Với cái lòng thống hối và cầu nguyện, Chúa đã thương mở lòng các vua sau này, các vua Ba Tư sau này, đặc biệt là vua Dario, để ông quyết định cho dân Do Thái được hồi hương. Và không những cho dân Do Thái hồi hương, mà ông còn truyền lệnh cho các vùng chung quanh giúp đỡ tiền bạc, gỗ quý, đá quý cho người Do Thái để họ xây lại cái đền thờ thứ hai. Thế là cái đền thờ thứ hai được xây dựng trở lại cũng theo cái mẫu của đền thờ thứ nhất. Vậy thì cái đền thờ thứ hai này đứng vững được
bao nhiêu năm, nó đứng vững cũng được khoảng 500 năm. Cho đến thời vua Herode, trước Chúa Giê-xu mấy năm, thì nó xuống cấp nhiều, đặc biệt là trong cái thời bị người Hy Lạp đô hộ. Thì ông vua Herode, ông quyết định trùng tu lại cái đền thờ thứ hai đó. Ông làm đẹp lại, làm mới lại, nguy nga tráng lệ lắm. Và người ta nói với Chúa Giê-xu là cái đền thờ này nguy nga tráng lệ như thế đó. Nhưng mà Chúa lại nói, những gì các ngươi thấy đó sẽ đến ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Vào cái thời Chúa Giê-xu thì cái việc trùng tu đền thờ nó cũng chưa hoàn thành. Nó chỉ xong cái phần chính thôi. Còn những cái phần phụ, những công trình phụ và cái bức tường thành cũng chưa xong. Cho mãi đến gần năm 70, 60 nó mới xong. Sau Chúa Giê-xu nó mới xong. Cho nên người ta vẫn đóng góp vào đền thờ để tiếp tục trùng tu đền thờ. Cái câu chuyện của bà Quá bỏ vào 2 xu đó để mà đóng góp xây dựng đền thờ đó. Và hôm nay chúng ta thấy Chúa Giê-xu ngồi trên núi cây dầu, nhìn xuống thành Jerusalem và khóc thương cho thành Jerusalem. Ngài báo trước Jerusalem cái đền thờ thứ hai đó sẽ bị phá hủy. Thống đốc La Mã thời bây giờ là Florus không thân thiện và thù địch với người Do Thái. Do tiền thu thuế không đủ, cho nên ông quyết định chiếm đoạt tiền dân cúng trong đền thờ. Và ông làm nhiều việc bạo ngược khác để mà áp bức người Do Thái. Thì người Do Thái bắt đầu nổi loạn vào năm 66 sau Công Nguyên. Tức là khoảng 30 năm sau Chúa Giê-xu, sau khi Chúa Giê-xu về trời. Người Do Thái nổi loạn đánh đuổi quân La Mã và làm chủ Jerusalem được 4 năm. Ngày 14 tháng 4 năm 70 sau Công Nguyên, người La Mã cử tướng Titus đem 7 vạn quân thiện chiến vây thành Jerusalem. Và cái tháng 4 đó cũng là cái tháng mà rất nhiều người Do Thái từ khắp nơi hành hương lên Jerusalem để dự lễ vượt qua. Quân Do Thái cố thủ với 4 vạn quân, tường thành kiên cố với 3 lớp, lớp vành đai cuối cùng bảo vệ đền thánh. Titus vây thành suốt hơn 1 tháng, chờ cho dân thành đói khát, ông mới bắt đầu tấn công. Lớp tường thành đầu tiên sụp đổ, người Do Thái rút về phòng thủ sau lớp tường thứ hai. Sau 5 ngày, lớp tường thứ hai cũng sụp đổ, người Do Thái bị đẩy về phòng tuyến phòng thủ cuối cùng bảo vệ đền thánh. Sử gia Josephus, người Do Thái, ghi lại: tình cảnh khi đó hết sức tồi tệ, nạn đói xảy ra khắp nơi, nhiều người phải ăn thịt đồng loại để sinh tồn. Những người lẻn ra ngoài tìm kiếm thức ăn liền bị lính La Mã bắt sống, tra tấn và đem đóng đinh trên thập giá. Chúa Giê-xu đã báo trước cái thời kỳ khủng khiếp đó và Ngài khóc cho Jerusalem. Ngài nói: thật khốn cho những người phụ nữ mang thai trong những ngày đó. Bởi vì người bình thường khỏe mạnh cũng đau khổ đến chết luôn, huống chi là những người phụ nữ mang thai thì càng đau khổ như thế nào nữa. Đau khổ cho mình và cho con của mình. Cuối cùng, quân La Mã tấn công vào đền thờ. Tướng Titus muốn bảo vệ đền thờ. Ông ra lệnh cho quân sĩ không được đụng chạm tới đền thờ, vì ông biết đây là một công trình kiến trúc vĩ đại và nghệ thuật giá trị lắm. Nhưng mà vì quân La Mã quá tức giận do người Do Thái kháng cự quyết liệt, làm họ tiêu hao nhiều. Cho nên có một ngọn đuốc vô tình hay cố ý đã ném vào đền thờ và đền thờ bốc cháy. Thế là sụp đổ hết. Đúng nhờ lời Chúa Giê-xu nói, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Cho đến ngày nay thì cái đền thờ Jerusalem đó vẫn còn lại một mảng tường thành, cao. Đó. Và ngày ngày người Do Thái đến đứng dưới mảng tường thành đó để mà khóc than,
họ gọi là bức tường than khóc, khóc than cho dân tộc của mình, khóc than cho cái số phận đền thờ thứ hai đó. Theo sử gia Josephus, hơn 1 triệu người chết do có đông người đi hành hương và bị mắc kẹt trong đền thánh. 97.000 người bị bắt làm nô lệ. Jerusalem bị xóa sổ. Và suốt 2.000 năm nay, người Do Thái cũng muốn xây lại một cái đền thờ thứ ba, nhưng mà chưa xây được. Có lẽ là ý Chúa chưa muốn. Xin mẹ Maria, thánh cả Giuse chúc lành cho chúng ta. Giúp chúng ta giữ vững đức tin, sống lời Chúa. Xin Chúa cho dân Do Thái sớm có hòa bình. Họ đang phải chiến tranh khủng khiếp với người Palestine. Cho họ sớm nhận biết Chúa Giêsu là đấng cứu độ. Amen.